vô đi. Chỗ của tao. Biến. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Qua đây. Đó, coi chưa? Hay. Hay lắm. Hay quá. Trời ơi, đá đâu chứ thằng này đá ba chục lắm à. Chứ vậy. Hả? Chuyện lớn. Bên này nè. Bên này là sáu chuyện. Quán quá. Dạ, đây. Chuyện đâu vậy? Đây. Qua đây. Rồi, coi kìa. Ê, đem nó qua đây. Đi. Dạ. Bộ mày điếc hay sao vậy? Muốn lấy từ qua lấy. Mày chờ tới tối đi con. Trắng trẻo như mày tao mê lắm. Để tao kiếm dầu ăn. Chơi tiếp tụi mày. Chơi. Ê. Một chọi một không? Nếu như mày thắng tao, tao sẽ hiến thân cho từng đứa tụi bay. Nếu mày đã nói như vậy thì chơi mày. Chết nè. Đóng cửa lại.
Nè, biến hết đi, anh sửa chuẩn bị tắm. Biến anh. Tụi bay nhanh chân lên. Mày bị điên rồi hả? Dừng tay! Bỏ dao xuống! Bỏ xuống! Ta nói bỏ xuống! Bỏ xuống đi! Khốn kiếp! Chết đi! Tao giết mày! Nè! Thằng kia! Thằng này! Đánh nhau hả? Bỏ dao xuống! Mày nghe không? Bỏ dao xuống! Mày sao rồi? Xém chút nữa là tiêu đời rồi. Nhưng mà còn mày, còn sống. Sao mày lại chạy tới giúp cho tao vậy? Tôi không nghĩ là sẽ giúp anh đâu. Tôi xui nên ăn dao thôi. Dù sao cũng cảm ơn mày. Chuyện nhỏ thôi anh Sửa. Tôi còn nhờ vả anh nhiều lắm. Tao rất thích tính trượng nghĩa của mày. Tao với mày kết làm anh em đi. Hay là mày chê tao? Chê. Phải gọi là hãnh diện mới đúng. Được làm anh em với anh. Nếu vậy từ bây giờ mày và tao sẽ trở thành anh em. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Người trong hình này là Tony, là cánh tay phải của chú Cole. Không bao lâu nữa hắn sẽ lên thay thế chú Cole. Cậu phải tìm ra chứng cứ để bắt cho được hắn ta. Không phải nhiệm vụ của tôi là bắt chú Cole hay sao? Giải quyết chú Cole thì có tác dụng gì chứ? Khi chuẩn bị có kẻ lên thay thế, chúng ta nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, loại trừ hết mầm mống của chúng. Chú Cole hy vọng lô hàng lần này làm anh hài lòng.
Come on, nói với chú Cồn, tôi chờ lô hàng tiếp theo. Dạ chào chú. Cậu là Su Nan hả? Dạ là cháu. Nếu cậu là em kết nghĩa của thằng Sữa thì cũng coi như là con trai của tôi. Từ nay làm việc chung với nhau, nếu có vấn đề gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giải quyết cho cậu. Cảm ơn chú nhiều lắm. Cứ việc tự nhiên đi. Dạ. Mua đi em khuyến mãi cho. Chuyện đâu, đại ca cứ để em lo. Không có gì, để tao lo. Vậy, vậy ê, mày nhìn đít bạn gái tao hả mày? Ủa, có hàng ngon thì phải khoe ra chứ anh trai. Không thích cho thì giấu ở nhà cất luôn đi. Với lại quan trọng á, tôi không chỉ nhìn đít mà bây giờ khoái nhìn ngực hơn. Hí. Thằng này, mày mạnh miệng dữ ha. Nè, tao không chỉ mạnh miệng thôi đâu, cái khác của tao cũng mạnh dữ lắm, mới biết không? Mất dạy, có ngon chơi tay đâu với tao mày hả? Chơi cưng, chờ anh xíu nghe. Mày qua đây. Trời. Thằng khốn này, mày biết tao là ai không hả? Chết với tao nè con. Hãy trả. Hãy trả. Ê Lùng, bớt múa múa giùm tao cái đi. Mày nhào vô luôn đi. Được. Chơi đi. Anh ơi, anh có sao không? Trời đất ơi, anh chạy máu kìa. Mà máu. Trời ơi. Răng, cái răng vàng của tao. Trời ơi. Giờ sao luôn? Vậy cô gái này, cho tao xin nghe. Mày ngon quá ha. Mày, cái tội dám đánh gãy cái răng vàng yêu quý của tao, tụi bay quất nó cho tao. Ê, gì vậy? Mày dám trốn tao hả? Giật nợ của tao. Chừng nào mày mới trả đi? Hả? Mày lại đi. Mày qua đi. Ê, tránh ra hết. Mày ở lỗ nào chui ra vậy? Quất hai thằng nó luôn cho tao tụi bay. Trời. Quất nó, quất nó đi. Đứng lại mày, theo lại. Đừng có để cho tụi nó chạy thoát nghe. Mày chưa? Chết tụi nó cho tao. Mẹ lì dữ vậy. Anh đi. Mày con chạy đi. Đánh nó cho tao. Đánh đi, đánh đi. Chạy bay, chạy bay. Nào vô trước. Nào vô trước đi, tao sao nè. Đây là cái gì? Mày. Đánh nó đi. Mày nào đánh trúng tao thưởng. Đánh nó cho tao tụi bay. Đánh nó. Tao có tiền nè. Trời ơi, đừng chọi mày. Mày ngon ha. Đánh nó đi, đánh nó. Đánh chung coi. Ừ đúng rồi. Đánh đi. Hay lắm, hay lắm.
Thằng nào nhào vô, tao thưởng hết đống tiền này. Chạy. Nó chạy tiền, rồi. Đợi tao với. Đánh gì không cho người ta nghỉ luôn trời. Mày ngon quá ha. Sao rồi? hơi đau xíu thôi. Đây, anh Sunan, anh mà không tới em cũng giải quyết được hết cái đám này à. Chỉ giỏi cái miệng thôi. Lần này về chuyện gì? Trời ơi, em cũng đâu có muốn kiếm chuyện với ai đâu anh. Toàn người khác kiếm chuyện với em không mà. Vậy hả? Em nghe điện thoại chút nha. Anh Rakan em nghe nè. Đúng rồi. Anh ấy đang ở đây nè anh. Dạ. Tìm tao hả? Để em chuyển lời cho. Anh Sunan, ông chủ đang tìm anh. Thù lao lần này. Cảm ơn ông. Chuẩn bị đi, tôi có việc lớn cho cậu làm. Dạ. Bọn chúng chuẩn bị giao hàng rồi à? Đúng vậy. Khi nào? Tối thứ bảy này. Vậy cậu có biết chỗ giấu hàng hay không? Tôi nên không để lộ đâu. Mình phải tự tìm thôi. Nhưng lần này sẽ có thêm người của tướng Di Xuyên hỗ trợ nữa. Mày về chỗ của mày đi. Dạ xong rồi. Kế hoạch có thay đổi một chút. Sunan và Gân không cần theo bảo vệ xe hàng nữa. Tôi có nhiệm vụ mới cho các cậu đây. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hôm nay chúng ta sẽ đánh úp thằng đội trưởng Sô Chai, tiêu diệt đội đặc nhiệm dân hộ. Ai cứu được thằng đội trưởng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Nói đi. Cá đã cắn câu rồi. Cứ tiến hành theo như kế hoạch. Rumran, vào vị trí đi. Chờ lệnh. Em biết rồi. Là chiếc xe này đúng không? Chắc là vậy.
tại sao Sunan không có trong xe? Tấn công. Trên xe không có tài xế. Mở cửa. Giết sạch hết tụi nó không chừa một ai. Sao lại không có gì hết? Tao bị lừa rồi. Tất cả cẩn thận. Lùi lại. Nhanh. Bắn nát sọ tụi nó. Lên. Cẩn thận. Cẩn thận, bom! Đuổi theo! Lên! Tất cả đuổi theo!
Cẩn thận, có bom! Đội trưởng, lùi lại! Nè, bên kia! Ráng lên, ráng chịu một chút. Lên, xử tụi nó. Lên. Mau theo tôi. Trung Danh, thằng đội trưởng đang tính rút đó. Sao vậy? Có chuyện gì? Em cần anh giúp không Trung Danh? Nếu vậy em hãy dụ hắn tới bến thuyền đi. Đã rõ. Bến thuyền à? Không được cứ động. Xin lỗi, xin lỗi nghe. Anh nữa, nữa, nữa. Trời ơi. Trời ơi. Trung Danh, Gin và Sunan đâu? Chắc là đang trên đường tới đó anh à. Mau lên thuyền đi. Không chờ Gin với Sunan sao? Lên thuyền đi, giải quyết tụi nó đi.
hại như vậy? Đội trưởng, anh có sao không? Tôi không sao. Tới rồi đó hả? Hai cậu trả lời tôi thử coi tại sao cảnh sát lại biết chỗ cất giấu vũ khí. Chỉ có Rakan và hai cậu biết chỗ đó. Giờ tôi nên nghi ngờ ai đây? Ngoài ra, chuyện tôi bực bội nhất hôm qua chính là có người lén bắn cảnh báo cho thằng Sơn Trai. Tôi nên tin ai? Nếu không tin thì cứ bắn tôi chết. Nhưng nếu tôi chết rồi mà vẫn còn ai đó phản bội ông, lúc đó ông sẽ biết ai mới là nội gián. Tôi sẽ tin lời các cậu thêm lần nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng các cậu. Tôi sẽ luôn chú ý quan sát động tĩnh của các cậu. Nếu như tôi thấy có mùi gì bất thường thì đừng có trách. Chúng ta sắp sửa có phi vụ lớn. Là phi vụ gì ạ? Dạ em nghe anh Rakan. Hãy chuẩn bị nhân hàng. Dạ. Đã sẵn sàng rồi anh Rakan. Ok. Người phía bên tôi sẵn sàng rồi.
và Lồng Tiếng tại Phim TV. Chuẩn bị dây bắt. Tăng lệnh. Cảnh sát này, đưa tay lên. Đứng yên. Kiểm tra đi. Qua đây. Đội trưởng ơi, không phải ma túy. Vậy đó là gì? Là con gấu bông mặc trang phục cảnh sát. Cảnh sát chúng ta đã trúng kế của tên Tony rồi. Vậy? Không nhúc nhích luôn á. Đang chơi mà. Sao cảnh sát nhiều vậy? Không biết nữa. Không biết chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Cô giải quyết đi. Chúng tôi nghi ngờ đây chính là địa điểm mua bán ma túy. Đây là lệnh khám xét của chúng tôi. Có cần tôi giúp gì không, anh cảnh sát? Cô chán sống sao? Dạ không phải. Tôi đã dặn cô canh chừng Tony mà. Chị ở đây thay em rồi. Ngồi yên ở đây. Thank you.
bao giây rồi. Di chuyển khỏi đây ngay. Đi thôi, mở đường cho đại tướng. Mau lên. Đi mau. Mở đường. Không để chúng thoát, đuổi theo. Đứa này, bỏ lên. Bỏ lên. Chừng bọn chúng. Đi mau. Bọn chúng rút vào bên trong. Chăm sóc người bị thương đi. Dạ đó, lực lượng đang truy đuổi theo dấu vết của quần chúng. Yêu cầu xe cứu thương tới hiện trường gấp. Nhanh lên, nhanh lên. Ở đây có người bị thương. Có sao không? Alo. Đội trưởng là tôi đây. Đâu rồi? Vẫn ở trong. Hiện ra Khan đang dẫn đại tướng chạy trốn. Tôi và anh đang yểm trợ. Thì ra chúng vẫn ở trong này. Đừng lo, tôi sẽ tìm ra được. Còn cậu, có cơ hội thì phải trừ khử thằng Ngân ngay. Nhớ phải cẩn thận đó. Tôi hiểu rồi. Thank you.
được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Đại bàng gọi, đại bàng gọi A1. Đội trưởng nhìn kìa. Chỉ bị thương thôi. Tất cả phải cẩn thận. Phía đối phương có kỹ năng chiến đấu rất là tốt. Thank you.
có cơ hội thì phải trừ khử thần kinh ngay. Thời gian lắm, tưởng gì Xin đã thoát ra rồi. Đi thôi. Đi. Ở trên không có gì, xuống dưới xem thử. Để em lên đó kiểm tra thử. Không cần. Cô đi gọi xe cứu thương đi. Nhanh lên. Tuân lệnh. Chị ra đây. Tôi nghe. Đúng là tức chết mà. Vậy mà bọn chúng cũng thoát được. Thank you.
Nói đi. Món đồ mà ông chủ dặn em lấy xong rồi. Tốt lắm. Không uổng công tôi đã tin tưởng giao việc lớn cho cậu. Ông chủ quá khen. Em luôn sẵn sàng chờ lệnh. Ngài có sao không? Việc này để tôi giải quyết. Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, không biết thân chủ của tôi đây đã làm sai chuyện gì mà phải bị giam giữ ở đây vậy? Thưa ngài luật sư, chúng tôi không hề giam giữ, chỉ là yêu cầu anh ấy hợp tác điều tra mà thôi. Có nghĩa là không có tình tiết báo án à? Thì làm gì có án mà báo chứ. Nếu tới đây để chơi thôi thì đâu có phạm pháp gì. Nhưng nếu đến đây để mua bán dâm trẻ dưới 18 tuổi thì sẽ được coi là phạm pháp. Anh có thực hiện hành vi đó hay không, Tony? Mấy cái chuyện vô đạo đức như vậy, lương tâm của tôi thật sự không dám. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ thân chủ của tôi có thể về được chưa? Tất cả nghiêm. Mời tất cả ngồi. Lần này chúng ta sẽ tiến hành chiến dịch nhằm truy bắt một ổ buôn ma túy rất lớn. Chiến dịch đặc biệt lần này chúng ta đặt tên là Đóng cửa bắt mèo già. Mục tiêu truy bắt lần này là một doanh nhân lớn tên là Tony Ariyabaisan, là người đứng sau điều khiển và cũng là thủ lĩnh hiện tại của băng Quả Diệm. Xin mời đội trưởng. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Từ tin tức báo về cho chúng ta biết, sắp xuất hiện một lô ma túy lớn có giá trị lên đến 3 triệu đô la, hoặc có thể cao hơn nhiều nữa, lên tới 10 triệu đô la nếu được xuất ra ngoài Thái Lan. Nên nhiệm vụ chiến dịch lần này, ta phải đối đầu tới tận 3 nhóm đối tượng. Nhóm đầu là nhóm Quả Diệm, và đây là tên Tony, thủ lĩnh băng Quả Diệm. Còn 5 người này là đàn em thân tín nhất của tên Tony. 5 người họ vừa hộ vệ, vừa là súng bắn tỉa sát thủ thân cận. Nếu chúng ta buộc phải đối đầu với những người này, phải tuyệt đối đặc biệt chú ý hành động. Phần tiếp theo, người này tên là Kim Chong Wan, thủ lĩnh băng Konsu của Hàn Quốc. Theo dự báo sẽ đích thân bay sang để nhận lô hàng. Và chắc chắn chúng sẽ đem theo đám tùy tùng trang bị vũ khí hạng nặng đi theo hộ vệ. Tiếp theo là nhóm cuối cùng. Và người này, đây là đại tướng Di Xuyên, ông vua buôn bán ma túy khu vực Tam Giác Vàng, là đầu não sản xuất ma túy, vừa tổ chức buôn bán ma túy đợt này. Trong đó tên Tony sẽ là cò trung gian. Và hiển nhiên chúng sẽ đem theo lực lượng có trang bị vũ khí nguy hiểm. Theo tin báo tôi nhận được, đám này là đám lính đánh thuê phục vụ xuyên quốc gia. Kỹ năng chiến đấu từng người không thể coi thường. Chúng ta phải thật cẩn thận, không được lơ là. Còn đây là điểm hẹn mà ta nhắm chừng sẽ là địa điểm chính giao hàng trong phi vụ này. Tôi bảo đảm là tên Tony sẽ bố trí lực lượng bảo vệ dày đặc. Việc tiến hành dây ráp tại hiện trường lần này phải tính toán kỹ. Trước tiên cần xác nhận chắc chắn là tên Tony cùng đồng bọn đã tiến vào địa điểm hẹn. Vì mục tiêu lần này của chúng ta, ngoài lô hàng ma túy nói trên có giá trị ước tính lên đến tận 3 triệu đô la Mỹ, thì còn có tên Tony vốn là mục tiêu quan trọng. Ta phải bắt được hắn tận tay tận mặt để dùng làm bằng chứng trói buộc tên Tony trước tòa án. Có ai ở đây thắc mắc thông tin nào hay không? Nếu có ai thắc mắc,
có thể tìm tôi sau cuộc họp. Tôi xin dừng phần giải trình chi tiết về chiến dịch tại đây. Cảm ơn mọi người nhiều. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mình có nên gửi đi không? Cô đang làm gì đó? Dạ đội trưởng, chị có muốn gửi cũng không được đâu. Chúng tôi đã khóa tín hiệu rồi. Tôi sẽ phép thất lễ nha. Tôi có thể giải thích chuyện này. Mục tiêu truy bắt lần này là một doanh nhân lớn tên là Tony Ariya Bài Sản, là người đứng sau điều khiển và cũng là thủ lĩnh hiện tại của băng quả diệm. Xin mời đội trưởng. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Từ tin tức báo về cho chúng ta biết, sắp xuất hiện một lô ma túy lớn có giá trị lên tới 3 triệu đô la. Hoặc cũng... Cô không cần giải thích nữa, đã quá muộn rồi. Nhưng mà đội trưởng à, đội trưởng nghe em giải thích đã. Tôi không muốn nghe cô nói. Hiện tại cô bị tạm giam ở đồn cảnh sát, sau đó sẽ tính tiếp. Trong thời gian cô đợi tôi quay lại, hãy thử suy nghĩ lại đi những điều mà cô đã làm. Đi. Bà chị. Tôi nghĩ chúng ta tiến hành giao hàng đi. Được thôi, không thành vấn đề. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mọi người chuẩn bị hành động. Hành động đi. Đi. Để đảm bảo an toàn, tôi xin phép kiểm tra một chút. Được, mời. Oh!
Hành Đốt. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Hả? Có chuyện gì? Ai biết đâu? Nè, mày giỡn trò hả? Lại giỡn trò? Giỡn trò hả? Ai giỡn trò? Mày giỡn trò hả? Bình tĩnh. Chắc là có chuyện gì hiểu lầm thôi. Bỏ súng xuống đi. Bỏ súng xuống. Ra coi chuyện gì. Dạ. Ê, ra coi đi. Dạ đại ca. Ra coi đi. Đừng mà biết. Nè Binh. Anh làm gì vậy? Đừng giỡn nữa. Rầm rạch. Cảnh sát. Rầm rạch. Trốn mau. Vậy còn anh? Đó là tay súng bắn tỉa hả? Dạ đúng vậy. Chính là kẻ đã bắn đại quý sẵn. Em mau đi đi, chỗ này cứ để cho tôi. Anh phải cẩn trọng đó. Monty, dắt. Dạ. Theo cả đàn ông. Cho ba đi với tôi.
Chà ba có chứ? Yeah.
Bỏ xuống. Người của mình, người của mình. Bỏ xuống. Bỏ lên. Mau. Bỏ lên. Phải mau đuổi theo hắn mới được. Mau kết thúc thôi. Tới rồi hả Sunan? Khử nó. Nếu mày bắn tao, tôi đi chết chắc. Sunan, cuối cùng thì mày cũng chịu bộc lộ thân phận rồi. Tao chờ ngày này đã lâu rồi. Cái ngày mà tao có thể giết chết mày. Sao lại nói chuyện không tôn trọng nhau như vậy hả Sunan? Nếu như mày bắn tao, không chỉ một mình mày biến thành tổ ong, kể cả con nhỏ cảnh sát này nữa cũng sẽ phải chết theo tao. Bỏ xuống xuống. Cô đã đi đâu vậy? Giết nó. Kế hoạch B. Dạ ông chủ.
Mày trốn không thoát đâu, Tony. Trừ khi mày mọc ra được đôi cánh, bay thẳng lên trời mà trốn. Nếu mày muốn bắt được tao, mày phải cố gắng hơn như vậy gấp ngàn lần. Nói cho mày biết, may mắn là tao có đôi cánh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tôi đã nói với anh rồi, để tôi xử lý tên Tony trước, xong chuyện đó rồi anh muốn sao cũng được hết. Tốt, rất đáng mặt Nam Nhi. Tạm thời tôi tin anh. Anh có thư. Là của Romdan gửi cho anh. Romdan đâu rồi? Đi rồi. Đi đâu? Quay về băng của Tony. Định làm gì tiếp theo? Sẽ truy bắt Tony và cứu Romdan. Tôi sẽ hợp tác với anh. Ý của anh là sao đây? Tôi và anh sẽ cùng nhau hợp tác cứu Romdan và truy bắt Tony.
phe ta. Xem chút nữa bắn rồi. Cha ba đang trong tay của bọn chúng. Là lỗi của hai chúng tôi. Xin cứu cha ba giùm cái. Đừng mong thoát khỏi tay tao. Tụi mày còn đứng làm gì? Mau bắn đi. Báo về trung tâm, thay đổi kế hoạch. Tìm chỗ ẩn nấp đi, chờ tới sáng. Giờ tiếp tục tấn công sẽ bất lợi đó. Lui. Dạ sếp. Lui, mau lên. Khoan đã. Là tôi đây. Xuân Anh, làm cách nào mà anh vào được đây vậy? Tôi lo cho cô quá. Cô tới đây làm gì vậy? Thật chất tôi không còn chỗ nào để đi. Bởi vì tôi coi họ như là gia đình của tôi vậy. Ramran, nghe tôi nói nè. Tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Cô không cần phải sợ. Nhưng mà làm như vậy rất mạo hiểm. Anh không đấu lại với họ đâu. Đấu lại hay không, cô cũng phải đi với tôi. Nhưng mà không thể đi bây giờ được. Chờ cho tôi qua hết đêm nay đi. Trời cũng đã sắp sáng rồi. Hơn nữa, từ lúc nhóm của anh tấn công vào sào huyệt của tướng Duy Xuyên, đàn em của hắn lùng sục khắp nơi. Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài thì chỉ có con đường chết mà thôi. Chờ sáng mai vậy. Gặp lại cô ở chỗ này, tôi thấy vui lắm đó. Thật sự gặp lại anh tôi cũng rất vui. Qua bên kia chờ phục kích chúng. Đi tụi bay. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hàng cực phẩm, giá trị thật của nó rất là khủng khiếp.
Đúng là tao đã đánh giá thấp bọn mày. Giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Tới lúc chết rồi. Vậy thì chưa chắc. Trưởng, tôi đã hoàn thành giao ước rồi. Tôi đã giết được Tony rồi. Khoan đã, mau. Cảm ơn anh nha. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Di Xuyên trốn mất rồi. Hắn trốn nhanh thì. Rôm Đen cũng trốn rồi. Vậy còn Cha Ba đâu rồi? Đã đưa về điều trị tại bệnh viện Bangkok rồi. Không biết bây giờ ra sao nữa. Cảm ơn mọi người nha.
Cha ba. Anh không sao chứ? Cô còn đau ở đâu không? Tôi đã trừ khử Tony xong rồi. Đội trưởng trên trời cũng được yên lòng. Nhưng nếu đội trưởng biết cô đỡ đạn thay cho tôi, chắc sẽ giận lắm đó. Sao liều mạng vậy không biết nữa. Bởi vì tôi không muốn anh gặp chuyện gì hết. Nhưng nếu cô gặp chuyện thì tôi phải làm sao đây? Cảm ơn cô. Vì đã hy sinh cho tôi nhiều như vậy. Na. Tôi vẫn chưa tin được những gì mà tôi vừa nhìn đâu. Giờ phải tự mình thẩm vấn lại đã. Nè Sunan, tâm tư anh có gì cứ việc nói ra. Anh Mật, Ly à, anh đã về rồi. Anh Mật, anh Mật, anh đã về rồi. Anh đã về rồi. Thì anh đã hứa với em mà, anh đã quay trở về, quay về với tình yêu của anh. Anh Mộc, bây giờ cha ba sao rồi? Dạ khỏe rồi, nói chuyện không cần nghỉ luôn. Về nhiệm vụ khó khăn lần này, mặc dù tên đại tướng Di Xuyên đã kịp chạy thoát, nhưng chúng ta vẫn thành công xử lý được tên Tony. Cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Chiến công là của mọi người, không phải của riêng một mình tôi. Chắc sông trai đã có thể nhắm mắt rồi. Còn về chuyện khôi phục thân phận cảnh sát cho cậu, tôi đã xử lý xong xuôi hết. Chúng tôi sẽ tổ chức nghi lễ chính thức, đồng thời với nghi thức trao huy chương cảnh sát quả cảm cho cậu. Chúc mừng thiếu tá Sunan. Phim được dịch và lồng dạ, xin cảm ơn sếp. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng.
Là anh tự lựa chọn đó. Nếu ngày hôm đó phải lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ quyết định giống như anh. Su Nan à, sao con không nói với mọi người con là cảnh sát vậy? Con cứ để mọi người hiểu lầm con từ đó tới giờ. Cái thằng trời đánh này thiệt tình. Ba, ai nói với ba chuyện này vậy? Thì cấp trên của con chứ ai nữa. Là cấp trên? Su Nan, ba xin lỗi con vì trước giờ đã luôn hiểu lầm về con. Xin lỗi con nhiều nha. Nếu mẹ con còn sống chắc chắn sẽ tự hào về con đó Su Nan. Dạ ba, con sẽ tranh thủ về thăm nhà. Tranh thủ về sớm để nhà mình còn ăn mừng nữa. Dạ được, con sẽ tranh thủ về sớm. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Hôm nay nữa thôi là được về nhà rồi. Alo. Su Nan à, tôi xin lỗi vì bỏ anh đi mà không nói lời nào nhé. Râm ran. Cô đang ở đâu vậy?
Dạ chị cho ba ơi, có một người tặng quà cho chị nè. Cảm ơn cô. Anh Sunan chắc không tới rồi. Ê, sao lại như vậy được chứ? Nếu anh ấy không tới thì đi đâu được? Ai mà biết được chứ. Có khi đi kiếm cái cô đẹp đẹp kia rồi không chừng. Ông nội, ông bớt tào lao giùm cái đi. Cha ba, tôi thấy chắc chắn kiểu gì anh Sunan cũng sẽ tới. Tin tôi đi. Đừng có nói giỡn coi. Trời ơi, ai dám nói giỡn lúc này ông nội ơi. Tôi nghe đây. Tôi không quên đâu mà. Ok ok. Tôi từng nghĩ là tôi yêu em rất nhiều. Nhưng tới khi tôi gặp cô cảnh sát đó, nó là thứ cảm giác mà tôi không thể hiểu rõ được. Nhưng mỗi lần gặp cô ấy, tôi luôn thấy mình rất hạnh phúc. Cô ấy cũng đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Chắc đã tới lúc tôi phải bù đắp cho cô ấy rồi. Tôi thấy rất vui vì cuối cùng anh đã hiểu được lòng mình. Chúc em hạnh phúc. Oh.
Sunan, cha bà nghe tôi nói nè, cô không cần chờ tôi đâu. Tôi chỉ biết là bên cạnh cô ấy tôi thấy bình yên lắm.
Chờ tôi nha, tôi sẽ quay lại. Sunan. Chồng cháu đi tận hưởng vui vẻ thôi hai cưng. Dạ. Để anh đưa tụi em lên thiên đàng nha. Đứng lên. Dễ gì đâu. Dạ tôi lên sếp.